Hello, chào cả nhà nhé. Hiện giờ mình đang đứng trên con đường Dịch Xin ở cả nhà, quận nhất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và trước mặt cả nhà là khu chợ dân sinh ở cả nhà. Và khu chợ này thì chuyên bán về các hàng hóa vật tư, thiết bị điện, các đồ dùng bảo hộ đồ ở cả nhà. Và chợ này hiện cũng đang được cách ly một thời gian. Và đây là cô Bắc Cô Giang, Sài Gòn quận nhất nha cả nhà. Và trên tuyến đường này là tuyến đường Cô Giang và hiện cũng đang được cách ly, hạn chế lưu thông xe cả nhà. Hello, xin chào cả nhà nhé. Mong cả nhà hãy cho mình một like, một share, một comment để tạo động lực cho mình, ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chào cả nhà, và sau đây mình xin chia sẻ một số tuyến đường, một số nơi hiện đang bị phong tỏa cách ly cả nhà. Và cũng có một số cửa hàng hiện đang tạm ngưng hoạt động. Trong khu vực từ Sài Gòn đến khu vực quận 5 Chợ Lớn nha cả nhà. Chào cả nhà, và tình hình dịch ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mình thì ngày một nghiêm trọng nha cả nhà. Và có sự diễn biến là vô cùng phức tạp nha cả nhà. Cho nên hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh mình đã bắt đầu nâng mức giãn cách xã hội từ chỉ thị 10 lên chỉ thị 16 để bị cách ly, để có thể siết chặt hơn cả nhà. Chào cả nhà, và chỉ thị 16 này có nội dung quy định siết chặt như là địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc là gia đình cách ly với gia đình và thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện và tỉnh cách ly với tỉnh. Và phân xưởng, nhà máy sản xuất thì phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử khuẩn, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định đó cả nhà. Và yêu cầu mọi người dân là phải ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự có việc cần thiết cả nhà. Không tập trung quá 2 người, dừng hoạt động vận chuyển hành khách nơi công cộng, hạn chế tối đa di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như là trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Theo như chỉ thị 16 này thì nó nghiêm hơn và siết chặt hơn so với chỉ thị 10 và 15 cả nhà. Toàn bộ các chợ truyền thống đều ngưng. Và Sài Gòn chúng ta thì cũng có rất nhiều nơi đã bị phong tỏa và hạn chế đi lại cả nhà. Chào cả nhà nha. Và đây là tình hình mà mọi người ra tập trung xếp hàng mua sắm ở cả nhà, để dự trữ mua sắm lương thực thực phẩm để dự trữ trong vòng 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16 cả nhà. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mình thì sự diễn biến là khá là phức tạp các nhà. Cũng mong sao là sau cái chỉ thị 16 này thì mọi việc trở nên ổn định hơn, tình hình dịch thì sẽ
sớm được kiểm soát tốt hơn. Video và xin cảm ơn cả nhà, và xin cả nhà hãy cho mình một like, một share, một comment để mình có động lực ra thêm nhiều video mới hơn nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.